Kính chào quý vị đến với những tin tức của Báo Thanh Hóa Ngay sau đây mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật Liên quan vụ cháu NHN, lớp 5 tuổi, trường mầm non An Dương, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng bị bầm tím ở vùng lưng sau khi đi học Trung tâm pháp y Hải Phòng đã có kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu tại thời điểm giám định là 0% Trước đó như đưa tin, ngày 16 tháng 5 trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một học sinh mầm non 5 tuổi học tại trường mầm non An Dương, có vết bầm tím lớn ở vùng lưng sau khi đi học về. Theo người nhà, khi gia đình đến trường đón con, được các cô giáo báo con bị ngã từ trưa cùng ngày. Tuy nhiên, gia đình nghi vấn con bị dùng vũ lực nên đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hải Phòng, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Lê Trân đã vào cuộc xác minh và có báo cáo kết quả điều tra vụ việc cháu N có dấu hiệu bị xâm phạm sức khỏe. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập có trong hồ sơ đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra đủ cơ sở xác định trong thời gian từ khi đến lớp cho đến khi gia đình đón về vào ngày 15 tháng 5, cháu N bị cháu VMT dùng tay tấn công vào vùng lưng, gáy vào khoảng 10 giờ 8 phút đến 10 giờ 28 phút. Ngoài ra, vào khoảng 10 giờ 59 phút, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thư đẩy vào vai khi cho cháu N ăn. Sau đó, cô Thư và cô Lưu Thị Thu xoa bóp dầu vào vai cho cháu N. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Lê Trân cũng xác định, ngoài kết luận trên, không có tài liệu điều tra nào cho thấy cháu N bị ai khác hay vật nào tác động lên cơ thể. Trước sự việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Ủy ban nhân dân quận Lê Trân chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan, ổn định hoạt động trường mầm non An Dương. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn, trong đó có quy định về chăm sóc giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non. Trường Mầm non An Dương cũng đã tổ chức họp hội đồng toàn trường để quán triệt, nhắc nhở giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ và quản lý lớp. Đồng thời, họp xem xét trách nhiệm tập thể ban giám hiệu, cá nhân lãnh đạo và ba cô giáo phụ trách lớp 5A1. Cùng với đó, các cô giáo đã báo cáo giải trình và tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Nhà trường sau đó cũng đã ban hành quyết định phân công ba giáo viên phụ trách lớp 5 tuổi A1 thực hiện nhiệm vụ khác từ ngày 17 tháng 5 để phục vụ xác minh phân công 3 giáo viên khác phụ trách lớp 5 tuổi.